Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên tay cho các bạn một cái tai nghe Bluetooth đến từ thương hiệu LG có mã là HBS780. Tai nghe này thì đang được bán chính hãng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với mức giá là 1.190.000 đồng, bảo hành 1 năm, lỗi là một đổi một với 5 màu đỏ, xanh, trắng, đen và màu vàng nha các bạn. Như các bạn đã biết thì hiện nay thế giới tai nghe Bluetooth thì có rất là nhiều. Bên cạnh những cái mẫu tai nghe như vậy thì chúng ta sẽ có những mẫu tai nghe true wireless như vậy nữa, nhỏ gọn và tiện dụng hơn. Và đây là những cái mẫu mới hiện nay nha. Tuy nhiên thì những cái mẫu này không phải nó không có cái nhược điểm của nó, đó chính là việc mà nó quá nhỏ gọn các bạn, nên thành ra là nhiều khi chúng ta sẽ dễ bị rơi, bị rớt, hoặc là thậm chí là mất các phụ kiện bên trong, ví dụ như là hộp đựng này hay là những cái tai nghe nhỏ bên trong như vậy thì nó sẽ rất là dễ bị rơi trong quá trình mà các bạn vận động thể thao hay gì đó. Còn đối với những cái dòng neckband như vậy á, thì mình nghĩ là nó sẽ bền bỉ hơn cũng như là nó sẽ khó bị rơi hơn. Tuy nhiên thì nó lại có kích thước to hơn và cồng kềnh hơn nha các bạn. Thì cái tai nghe này về tổng quan các bạn có thể thấy nha, là nó sẽ có hai cái vòng rất là lớn ở đây. Khúc này thì mình nghĩ là để đặt các cái phím điều khiển cũng như là pin của máy nha. Còn đây là phần dây nối bằng cao su. Bên trong này thì nó sẽ có những cái mạch điện, những cái dây điện truyền dẫn từ tay trái qua tay phải. Như vậy đây các bạn. Rồi, nếu mà đeo thì các bạn sẽ đeo phần LG ở bên phía tay phải nha, và phần có chữ APTX này ở bên phía tay trái. APTX là một công nghệ của Qualcomm các bạn. Công nghệ này đã có trên các cái dòng tai nghe Bluetooth từ những năm 80 của thế kỷ trước, tuy nhiên nó vẫn được áp dụng đến thời điểm hiện tại và cực kỳ hữu dụng. Thì mình sẽ giải thích cơ bản về cái công nghệ APTX này cho các bạn nha. Ví dụ khi các bạn phát nhạc từ cái điện thoại kết nối với cái tai nghe Bluetooth này rồi, thì khi đó cái điện thoại này nó sẽ nén nhạc lại ở tỷ lệ là 4:1, sau đó sẽ truyền qua cái tai nghe này với tốc độ là 352 kbit trên giây đó. Và sau khi truyền qua tai nghe này lại này, thì cái tai nghe này nó sẽ có một cái phần cứng đặc biệt của Qualcomm, nó sẽ giải nén cái phần nhạc mà nén được từ cái này qua và nó sẽ chuyển thành dạng âm thanh analog và chuyển đến tai người dùng. Như vậy thì khi mà cái quá trình mà nén và giải nén như vậy á, thì điện thoại nó nén nhạc lại, nó sẽ làm cho cái tốc độ truyền từ cái này qua cái này nhanh hơn, dẫn đến cái việc là cái độ trễ của âm thanh nó ít hơn. Về cơ bản thì cái việc sử dụng cái công nghệ APTX này sẽ có hai cái lợi ích. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái việc mà truyền tải âm thanh nhanh hơn, tức là hai cái này nó gần như là nó sẽ không có độ trễ. Và cái thứ hai nữa, một trong những cái điều rất là quan trọng, đó chính là việc khi mà mình nén và giải nén như vậy thì âm thanh đầu ra trên tai nghe sẽ có chất lượng tốt hơn, nó gần được với cái chuẩn của CD, tức là 16 bit và 44.1 kHz. Tức là cái tai nghe này rất phù hợp cho các bạn nào thích chơi game, bởi vì nó không có độ trễ. Những cái dòng tai nghe Bluetooth hay True Wireless như vậy, khi các bạn sử dụng thì nó sẽ có độ trễ nhất định, khoảng 0.5-0.7 giây. Con này thì độ trễ của nó thấp hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 0.03 giây thôi các bạn. Tức là ví dụ như là khi các bạn chơi những cái dòng này này, các bạn bắn Free Fire chẳng hạn, thì nhiều khi mình bắn ở trên máy rồi thì khoảng một vài cái khoảnh khắc sau mình nghe tiếng súng. Nhưng mà con này thì khác nha, con này ngay lập tức luôn. Rất là phù hợp với những cái bạn nào mà chơi game hoặc là muốn trải nghiệm cái tốc độ kết nối âm thanh một cách nhanh chóng nhất có thể. Thì chúng ta có thể thấy nha, ở đây là sẽ có một cái micro đó. Rồi ở bên phía bên trái thì chúng ta sẽ có một công tắc nguồn, một đèn báo hiệu trạng thái ở đây. Các bạn chỉ việc gạt tắt, gạt mở nha, on này, off này, đây on này, đó, gạt lên nó sẽ tắt này, mở này, tắt này, đó. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc. Cổng sạc này thì mình thấy là nó có được bọc cao su nha, tức là khả năng là con này nó cũng sẽ có kháng nước nhẹ các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có một cái phím gạt tăng giảm âm lượng, chất lượng rất là tốt nha. Gạt là để tăng, gạt là để giảm. Một phím gọi điện thoại, và cái phím gọi điện thoại này thì nó kiêm luôn là phím gọi Google Assistant nha, rất là hay. Đây còn một mic nữa này, tức là con này có tới 2 mic lận các bạn. Vậy thì nó sẽ cho cái khả năng hỗ trợ đàm thoại tốt hơn rất là nhiều nha. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt để qua bài tới bài, một nút play pause ở đây. Ở phía dưới thì là một số các cái thông số, hai cái chấu nhỏ đựng vít, hai cái dây. Rồi, tiếp đến hai đầu tai nghe của chúng ta các bạn có thể thấy là nó được làm ở dạng in ear nha, và nó có 5 châm hít. Khi mà chúng ta thả vào đây nó sẽ hít lại. Đó, thả vào sẽ hít lại. Đó. Thì như mình nói nha, chuẩn APTX này không phải là một chuẩn mới. Tuy nhiên những cái dòng tai nghe của LG
thì mới áp dụng cái chuẩn này nhiều. Nó sẽ cho các bạn cái độ trễ âm thanh cực kỳ thấp cũng như là chất lượng đầu ra của âm thanh thì cực kỳ tốt luôn. Tốt hơn rất là nhiều so với những cái dòng tai nghe Bluetooth thông thường khác. Về cơ bản khi mình so sánh âm lượng của hai con này, khi mà mình mở cùng một bài nhạc thì nhạc của con này phát ra có âm thanh khá là nhỏ, trong khi đó thì nhạc của con LG này phát ra có âm thanh khá là lớn. Tất nhiên thì có một cái nhược điểm của cái tai nghe này, đó chính là giải bass và giải mid của nó thì khá là lớn, lấn át cái giải chép, tức là cái âm thanh này trên con tai nghe thì nó khá là tối các bạn. Rất là phù hợp với các bạn chơi game hoặc là xem những cái bộ phim kịch tính, hoặc là thích nghe những cái nhạc mà nó có nhiều bass như là EDM hay là non-stop thì cực kỳ ok luôn. Còn đối với những bạn mà thích nghe nhạc nhẹ thì cái độ chi tiết, cái độ sáng âm thanh nó sẽ không có cao và nhiều khi nó sẽ bị mất cái chi tiết của âm thanh trong cái lời hát của ca sĩ nha. Tuy nhiên thì về cơ bản mình đánh giá đây là một cái tai nghe có cái thiết kế tuy là truyền thống nhưng mà những cái trải nghiệm nó mang lại cho người dùng thì rất là tốt các bạn. Tai nghe này đang được bán chính hãng tại Thế Giới Động và Điện Máy Xanh với mức giá là 1.190.000 đồng. Dung lượng pin của nó là 210mAh, có thể nghe nhạc liên tục được 10 tiếng rưỡi và đàm thoại được 16 tiếng nha các bạn. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng luôn. Nghe nhạc được 10 tiếng rưỡi, đàm thoại 16 tiếng. Đặc biệt nó có công nghệ là quad layer, tức là cái driver này của nó có đến 4 lớp lận các bạn. Trong này này thì nó sẽ cho ra cái giải âm nó chính xác hơn, nó tốt hơn và cái chất lượng âm thanh nó mang lại cho người sử dụng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì tóm tắt lại, nếu mà các bạn thích một tai nghe có âm lượng lớn, có độ trễ thấp cũng như là có chất lượng âm thanh ở mức tương đối ổn thì đây sẽ là một cái lựa chọn vô cùng hợp lý. Rồi, đây là bài trên tay nhanh một cái sản phẩm tai nghe Bluetooth đến từ thương hiệu LG, mã là HBS780, đang được bán chính hãng tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với mức giá là 1.190.000 đồng. Vậy thì các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Cá nhân mình thì nếu mà so sánh hai con này thì mình sẽ vẫn thiên con này hơn, tại vì mình thích cái âm lượng lớn hơn. Còn tai nghe True Wireless này khi mà kết nối với điện thoại thì nó cho ra âm lượng khá là nhỏ, đặc biệt khi là xem phim trên YouTube hoặc là chơi game nha các bạn. Rồi, ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay, hữu ích nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Link mua hàng mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Và nếu mà anh em cảm thấy thích thú với tai nghe thì vui lòng click vào đường link và nhớ đặt mua hàng ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.